Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phẩm Asimsa, số 51, chuyện vua Đại Giới Đức, tiền thân Mahasilava, người luôn luôn hy vọng. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy: có thật chăng, này tỷ kheo, ông thối thất tinh tấn? Bạch Thế Tôn: thật vậy. Này tỷ kheo, vì sao ở trong giáo pháp đưa đến giải thoát như vậy, ông lại thối thất tinh tấn? Thuở trước, các bậc hiền trí sau khi mất quốc độ vẫn kiên trì tinh tấn, cuối cùng lấy lại danh tiếng đã mất. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì quốc độ ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát đầu thai làm con bà hoàng hậu. Trong ngày đặt tên, ngài được gọi là hoàng tử Silava, giới đức. Khi đến 16 tuổi, ngài thành thục trong tất cả các tài nghệ. Sau một thời gian, khi vua cha mệnh chung, ngài được đặt lên vương vị với danh hiệu vua đại giới hành. Vị vua đúng pháp, trị vì theo pháp. Tại bốn cửa thành, vua xây dựng bốn trường bố thí, lại xây thêm giữa thành phố một cái, tại cửa cung điện ngài một cái. Sáu trường bố thí được xây dựng bố thí cho những kẻ nghèo khổ lữ hành. Vua trì giới, gìn giữ những ngài trai giới, Bồ Tát, đầy đủ lòng nhẫn nại, nhân ái và từ mẫn. Vì ấy trị vì quốc độ đúng pháp và muốn tất cả chúng sanh được hạnh phúc như muốn đứa con yêu quý ngồi trên bắp vế mình được hạnh phúc. Một đại thần của vua làm tà hạnh trong nội cung và sau một thời gian bị phát lộ. Các đại thần tâu với vua. Vua điều tra, tự mình rõ biết sự việc, cho gọi đại thần ấy đến, tẩn xuất kẻ ấy ra khỏi nước và nói: này kẻ ngu si kia, việc ngươi làm không thích đáng, ngươi không xứng đáng sống trong quốc độ của ta. Hãy đem tài sản, vợ con và đi chỗ khác. Kẻ ấy đi khỏi nước Kasi, đến làm việc với vua Kosala, dần dần trở thành người cố vấn tín cẩn, thân cận của vua. Một hôm, kẻ ấy tâu với vua Kosala: thưa thiên tử, nước Kasi như bánh mật ong, không có ruồi bu, vua rất nhu nhược, chỉ với một ít đội quân là có thể chiếm lấy thành Kasi. Nghe kẻ ấy nói vậy, vua liền suy nghĩ: nước Ba La Nại to lớn, nó lại nói với một ít đội quân là có thể chiếm lấy thành ấy, rất có thể nó là tên cướp được thuê mướn. Vua nói: ta nghĩ khanh là tên cướp được thuê mướn. Thưa thiên tử, hạ thần không phải là tên cướp được thuê mướn, thần chỉ nói sự thật. Nếu bệ hạ không tin thần, hãy cử người đến tàn phá một làng biên địa, rồi bệ hạ sẽ thấy. Khi những người đi tàn phá bị bắt và được dẫn đến trước vua nước Kasi, vua ấy sẽ cho tài sản và thả họ về. Vua Kosala nghĩ: người này thật rất bạo dạn khi đã nói như vậy, ta sẽ điều tra xem sao. Rồi vua cử một số người của vua đi tàn hại một làng ở biên địa Ba La Nại. Họ bị bắt và dẫn đến trước mặt vua Kasi. Vua hỏi: này các bạn thân, sao lại tàn hại dân làng ta? Thưa thiên tử, vì chúng tôi không thể kiếm sống được, vậy sao các ngươi không đến ta? Từ nay trở đi chớ làm như vậy nữa. Vua cho họ tiền của và thả họ về. Họ báo cáo lại sự tình lên vua Kosala. Với kinh nghiệm này, vua chưa dám cử quân đi, bèn sai người tới tàn hại miền giữa quốc độ. Những kẻ trộm ấy được vua Kasi cho tiền của như trước rồi thả về. Vua Kosala với kinh nghiệm này nữa cũng chưa dám cử quân đi, lại sai người tới cướp phá ngay trong đường phố. Vua Kasi cho các tên cướp ấy tiền của rồi cũng thả chúng về. Lúc bấy giờ, vua Kosala mới biết vua Kasi là vị vua trị vì hết sức nhân từ, liền quyết định cử đội quân đi chiếm lấy nước Ba La Nại. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại có 1000 đại chiến sĩ, những bậc anh hùng siêu việt vô quý. Những vị này có thể đối mặt không thối chạy bởi sự tấn công của một con voi điên loạn, không sợ hãi khi bị sét đánh trên đầu. Một đội quân vô địch có thể chiếm toàn cõi Diêm Phù Đề theo ý muốn của đại vương Silava. Họ nghe tin vua Kosala đến, liền đến báo cáo vua Kasi. Thưa thiên tử, vua Kosala đến với ý định chiếm lấy nước Ba La Nại. Chúng tôi sẽ đi đánh và bắt vua ấy, không cho vua ấy bước qua biên giới. Này các khanh, chớ vì ta mà làm các người khác phiền não. Những ai muốn quốc độ, hãy để cho họ lấy quốc độ ta. Các khanh chớ đi.
Vua ngăn chặn các chiến sĩ ấy chống trả quân xâm lược. Sau đó, vua Kosala vượt qua biên giới và xâm phạm miền giữa quốc độ. Các đại thần đến báo cáo với vua như lần trước, vua lại ngăn chặn như lần trước. Bấy giờ vua Kosala đến, đứng ngoài thành và đưa tin cho đại vương Silava giao quốc độ hay giao chiến. Vua Kasi đưa tin trả lời là vua không giao chiến. Hãy tới mà lấy quốc độ. Lần thứ bảy, các đại thần lại đến tâu vua. Thưa thiên tử, chúng thần không để cho vua Kosala vào thành. Chúng thần sẽ đánh vua ấy ở ngoài thành và bắt vua ấy. Nhưng vua Kasi vẫn ngăn chặn như lần trước. Cho mở các cửa thành, rồi ngồi trên vương tọa lộng lẫy với 1000 đại thần vây quanh. Vua Kosala cùng với đội quân lớn vào thành Ba La Nại. Không thấy một ai chống cự, vua đi đến cung điện của vua Kasi với các cửa mở toang. Vua Kosala liền ra lệnh bắt vua Mahasilava đang ngồi im lặng trên ngai vàng cùng với 1000 đại thần vây quanh. Hãy trói vua này với các đại thần, trói thật chặt cánh tay của chúng ra sau lưng, dắt chúng đến bãi Tha Ma, đào những hố sâu đến cổ, khiến mọi người không thể giơ tay, rồi đổ đất xuống và chôn sống chúng. Ban đêm, các con chó rừng sẽ đến và sẽ làm những gì cần phải làm đối với chúng. Các người tùy tùng theo lệnh vua cướp nước, trói vua Kasi với các đại thần, trói thật chặt cánh tay ra sau lưng, rồi dắt họ đi. Lúc bấy giờ, đại vương Silava không có tư tưởng sân hận gì với vua cướp nước. Trong khi các đại thần ấy bị trói như vậy và dắt đi, không một ai có thể trái lời vua Kasi. Hội chúng vua Kasi được khéo huấn luyện về mặt kỷ luật như vậy. Rồi những người lính của vua cướp nước dắt vua Silava và các đại thần đi đến bãi Tha Ma, đào những hố sâu ngang cổ, chôn tất cả xuống cái hố. Đại vương Silava bị chôn ở giữa. Hai bên chôn các đại thần, rải đất lên, lấy chày nện xuống rồi bỏ đi. Vua Silava không phẫn nộ đối với vua cướp nước và khuyên các đại thần: Này các khanh, hãy tu tập hạnh từ bi. Nửa đêm các con chó rừng đến, định ăn thịt người. Thấy chúng, vua và các đại thần đồng thanh la to lên. Các con chó rừng sợ hãi chạy trốn. Khi chúng quay trở lại nhìn, biết không có ai đuổi theo, chúng liền trở lui. Các người ấy lại la lớn hơn trước. Như vậy, chúng chạy trốn đến lần thứ ba, rồi lại nhìn lui, biết không có ai đuổi theo. Chúng nghĩ, các người này rồi cũng chết, nên mạnh dạn trở lui. Và khi nghe la lớn, chúng không chạy trốn nữa. Con chó rừng đầu đàn đến gần vua Silava. Các con còn lại đến gần những người kia, vốn thiện xảo về phương tiện, biết được con vật đến gần mình. Vua Kasi liền giương cổ lên như để cho con vật cắn, rồi với xương hàm kéo giật cổ con chó rừng. Vua cắn thật chặt như kẹp với cái gọng kềm. Con chó rừng bị cắn chặt ở cổ, bị kéo bởi xương hàm của vị vua có sức mạnh như voi, không thể nào tự mình thoát được và kinh hãi vì sợ chết. Nó bèn hú lên lớn tiếng, nghe tiếng kêu cầu cứu, nghĩ rằng con chó rừng chúa ấy đã bị một người bắt. Các con kia không đi đến gần các đại thần và kinh hãi vì sợ chết, tất cả đều bỏ chạy. Bị cắn chặt bởi xương hàm của vua Kasi, con chó rừng bị bắt hốt hoảng chạy qua chạy lại, làm cho đất mềm rơi ra, và vì sợ chết, với cả bốn chân nó cào đất trên chỗ vua Kasi. Vua biết được đất đã mềm rơi ra, liền thả con chó rừng. Với sức mạnh như voi, vua di chuyển qua lại, giơ lên được hai tay, rồi vịn bờ thành miệng hố. Vua thoát khỏi miệng hố như mây bị xé tan trước gió và đứng dậy, rồi an ủi động viên các đại thần. Vua bới đất lên, kéo tất cả mọi người ra khỏi hố. Với các đại thần vây quanh, vua đứng trong bãi Tha Ma. Lúc bấy giờ, người ta quăng một xác chết trong bãi Tha Ma, đúng ở giữa biên giới địa phận của hai con dạ xoa. Hai con dạ xoa không thể chia phần người chết ấy. Chúng nói, chúng ta không thể chia phần xác chết này. Vua Silava là vị sống đúng pháp, vị ấy sẽ chia phần cho chúng ta. Chúng ta hãy đi đến vị ấy. Chúng cầm chân xác chết, kéo đi đến vua và thưa, thưa thiên tử, hãy chia người này cho chúng tôi. Này các vị dạ xoa, ta sẽ chia phần xác chết này cho các vị, nhưng vì chúng tôi không sạch, hãy tắm cho chúng tôi đã. Các dạ xoa với quy lực của mình đem lại nước thơm dành cho vua cướp nước để vua Kasi tắm. Sau khi tắm xong, chúng thâu lại áo của vua Kasi, đem áo dành cho vua cướp nước đến mặc cho vua. Rồi chúng đem cho vua một hộp đựng 4 loại nước hoa. Khi vua đã xức nước hoa, chúng lại cho vua những bông hoa đủ loại đính trên quạt bằng ngọc trong một hộp bằng vàng và trang sức cho vua. Rồi khi vua đang đứng,
Chúng hỏi vua có cần gì chúng nữa không. Vua ra dấu cho chúng hiểu là vua đang đói. Các dạ xoa liền đi lấy cho vua các món ăn thường dị đã sửa soạn sẵn cho vua ướp nước. Và sau khi tắm và sức nước qua, mặc áo và trang điểm, vua Kasi ăn các món ăn thường dị. Các dạ xoa lại đem nước thơm dành cho vua ướp nước với bình bát bằng vàng và chén vàng để vua uống nước súc miệng. Và trong khi vua rửa tay, các dạ xoa đem đến trầu gia vị với 5 loại hương được têm sẵn cho vua ướp nước dùng. Ăn trầu xong, khi vua đang đứng, các dạ xoa hỏi vua có cần chúng làm việc gì khác nữa. Vua bảo, đem các gươm báo đặt trên gối vua cướp nước về cho ta. Và chúng đi lấy đem về. Rồi vua cầm gươm, đưa thẳng trên xác chết, chặt xuống giữa đỉnh đầu, chia thành 2 phần bằng nhau cho 2 con dạ xoa. Sau khi chia xong, vua rửa gươm, đeo vào và đứng thẳng. Các dạ xoa ăn uống no nê, tâm tư thỏa mãn. Hỏi vua có sai bảo chúng làm việc gì nữa không? Vua bảo các dạ xoa ấy dùng quy lực của mình và đưa vua vào dương phòng của vua cướp nước và đưa các đại thần về nhà. Chúng chấp thuận làm theo lời vua. Lúc bấy giờ, vua cướp nước đang nằm ngủ trên long sàng trong dương phòng được trang hoàng. Vua Kasi dùng mặt bằng cây gươm đánh trên bụng vua cướp nước đang say ngủ. Vua ấy hốt hoảng thức dậy với ánh sáng ngọn đèn, nhận biết là đại vương Silava, liền từ trên giường đứng dậy, lấy hết can đảm nói với vua Kasi: thưa đại vương, đêm tối như vậy có phòng hộ canh gác, các cửa đều đóng, trong cung điện không chỗ nào là không có người canh gác. Làm thế nào ngài lại đến được bên giường này, đeo gươm trang sức, mặc hoàng bào sẵn sàng? Vua Kasi kể tất cả câu chuyện với các chi tiết về các sự kiện đưa vua đến đây. Nghe xong, vua cướp nước xúc động mạnh và thưa: thưa đại vương, tôi tuy là con người mà không biết công đức của ngài, nhưng các công đức của ngài lại được các dạ xoa hung bạo, độc ác, uống máu, ăn thịt người kia biết rõ ràng. Ôi bậc chủ nhân, nay tôi sẽ không còn bày mưu phản bội một bậc giới đức như ngài nữa. Rồi vua Kosala cầm gươm thề nguyện thân hữu: xin lỗi vua Kasi. Và để vua Kasi nằm ngủ trên long sạc, còn mình nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. Khi đêm tàn, mặt trời đã mọc, vua truyền đánh trống mời tất cả quân lính, đại thần, bà la môn, gia chủ hội họp lại. Đứng trước mặt quần thần, như đưa mặt trăng rằm lên trên trời cao, vua Kosala tán thán công đức của vua Silava giữa cả hội chúng. Xin lỗi vua Silava một lần nữa, trả lại quốc độ cho vua ấy và thưa: từ nay trở đi, nếu có nạn trộm cướp khởi lên cho ngài, tôi xin chịu trách nhiệm. Ngài hãy trị vì quốc độ, còn tôi canh gác hộ trì. Nói xong, vua Kosala trị tội kẻ đã vu cáo và mang quân đội đi về nước của mình. Còn vua Mahasilava trang sức, mặc áo uy nghi với cái lọng trắng, ngồi trên long sàng bằng vàng, có chân như con nai, nhìn ngắm thành quả của mình và suy nghĩ: thành quả này và sự cứu sống sinh mạng của 1000 đại thần, nếu ta không tinh tấn thì không có được chút gì. Chính do sức mạnh tinh tấn, ta không bị hoại diệt và phục hồi được danh tiếng đã mất. Ta đã cứu sinh mạng của 1000 đại thần. Thật sự, để chí hướng không bị hủy hoại, cần phải hết sức tinh tấn. Với người luôn luôn tinh tấn, quả gì sẽ được thành tựu viên mãn. Sau khi suy nghĩ như vậy, vua Kasi đọc bài kệ này như lời cảm hứng: người luôn luôn hy vọng, bậc trí không chán nản. Ta thấy khổ vượt qua, ta muốn gì được vậy. Bồ Tát nói: ôi, với những ai đầy đủ giới đức, quả tinh tấn sẽ được thành tựu. Với bài kệ này, Bồ Tát nói lên lời cảm hứng trọn đời làm các công đức rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo thối thất tinh tấn chứng quả A La Hán. Sau khi kết hợp câu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị đại thần phản bội là Đề Bà Đạt Đa, 1000 đại thần là hội chúng Đức Phật, và đại vương Silava là ta vậy. Ha ha ha, 问三摩地娑。